kế tiếp làm sao để bán hàng chỉ cần chấm và thả tim muốn bán hàng chỉ cần chấm và thả tim tức là không đăng bài bán hàng gì hết á thì cách làm là như sau áp dụng cho khách đã biết cái thương hiệu của mình rồi ví dụ khách đã biết thương hiệu Vinalink rồi khách đã biết sản phẩm dịch vụ khóa học Vinalink rồi khách đã biết bạn đây ví dụ như Hoàng Yến Vinalink thì cái kỹ thuật bán hàng chỉ cần chấm và thả tim của cô Hoàng Yến Vinalink là như sau à, khách đã biết thương hiệu Vinalink rồi khách đã biết cái khóa học của Vinalink và khách cũng biết cô Hoàng Yến rồi. Thế nhưng mà họ quên mất. Thế muốn mà khách nhớ đấy, bây giờ không lẽ là cô suốt ngày cô inbox à học MD, học MD, đăng ký khóa của MD. Thế thế thì bạn bực mình mà bạn sẽ khóa đúng không? Không. Cô ấy biết rằng là uh, bạn có biết cô ấy là Hoàng Yến Vinaling thì lúc đấy bạn đi đâu bạn đăng ảnh về cô ấy chấm một cái hay là thả tim một cái thôi. Thì lập tức á, máy nó facebook sẽ báo là này này Hoàng Yến đã thả tim cho bạn được chưa ạ? Yến Vina Linh đã thả tim cho bạn. Thế lúc ấy là bạn nhớ ngay thương hiệu Vina Linh. Đấy. Và cẩn thận hơn nữa thì vào like và thả tim lớp đấy hoặc là ha ha. Đấy, nếu như mà uh, khách của mình đăng ảnh buồn cười thì đương nhiên là bạn Hoàng Yến Vina Linh sẽ vào thả ha ha một cách có tâm. Đó. Còn một cách nữa là nếu mà đi lên comment uh, của với cái trên cái nick của khách thì comment bằng câu hỏi và như thế này 90% là khi các bạn comment bằng câu hỏi thì người ta sẽ có xu hướng trả lời tương tự như vậy nếu như cô Hoàng Yến Vina Linh cô đang theo đuổi một cái anh mà anh nhăm nhe mua combo là bốn khóa học luôn nhưng mà cô vẫn anh vẫn chưa mua thế thì cô sẽ nhẹ nhàng theo đuổi anh ấy và dụ như anh mà mà, mà post một cái ảnh là a à, hôm nay mình đã hết cách ly rồi thế thế là cô vào vào À, anh hết rồi hả anh Chỉ cần thế thôi đấy. Thế lập tức anh kia bảo Ừ hết rồi đấy Thế thì sao nó có một cái tương tác Và anh nhớ ngay là à, Hoàng Yến Vina Linh Đã quan tâm đến mình Đấy chính là cái cách mà bán hàng Chỉ cần chấm và thả tim à, Thì lúc này các bạn cần Mang cái nick có tên thương hiệu Thì các bạn sẽ sử dụng được kỹ thuật này Được chưa ạ Rồi một cái cách nữa Là những cái cách tương tác cho facebook của mình bạn chị nhớ nha, cái chữ là uh, DBHGKMH này nó lại xuất hiện lại ở đây, lát nữa tôi sẽ giải thích. đó còn nếu mà ai mà đoán ra được cái chữ này nó là gì thì comment vào ở bên trái đi thì là tôi sẽ tặng một cái khóa học 50 tuyệt chiêu bán hàng. Được chưa? Nhắc lại nha, ai mà đoán ra được cái chữ DBHGKMH là gì thì tôi sẽ tặng cho một khóa học 50 tuyệt chiêu bán hàng. Đây là những cái cách tăng tương tác cho facebook của mình mình như thế này tức là bình thường á à, chúng ta đăng bài bán hàng thì người ta ít tương tác người ta thấy muốn mua người ta vào inbox luôn mua đó còn hàng ngày muốn người ta à, tương tác à, tăng tương tác cho facebook của mình thì sao thứ nhất đăng hình cá nhân của mình tức là hình của mình thôi đó mà không có phải bài bán hàng trong trường hợp này các bạn nhớ hồi có cái trend mắt biết đó thế là đổi đổi hình đó, thế thì tôi cũng làm cái hình đu trend như thế này và kết quả lên á lại có một mớ like Đấy Kế tiếp Đăng hình gia đình Hình gia đình của mình Cũng là một trong những cái nội dung ở Được like nhiều Tuy nhiên cái này tôi đánh dấu sao Là vì nó cũng hơi nhạy cảm nha bà con Tại vì là nếu như có hình em bé Thì tùy Có nhiều trường hợp chúng ta Không nên đăng hình trẻ em lên Đấy Tùy các anh chị nha Đó Tuy nhiên nếu mà hình gia đình hạnh phúc vui vẻ Thì sẽ có Uh, nhiều cái like và đặc biệt như này ví dụ như có những cái người á, chẳng bao giờ like bất cứ cái hình nào của mình trừ hình gia đình đấy là ai á? là bên nhà vợ của mình đấy, tức là tôi đi tôi đăng các kiểu hình bên nhà vợ chẳng bao giờ like chỉ đến khi nào mà có hình con mình đấy, thế lập tức là nhảy vào like vì sao ạ à? À, con mình là cháu của bà mình do đó là bà sẽ vào like bà vào like thì cô sẽ vào like đấy, đấy là vì sao có một số gọi là khách hàng thân thiết mà không bao giờ like mình kế tiếp đăng hình chơi thể thao hình mà chơi thể thao là cái hình uh, mang lại nhiều năng lượng và uh, mọi người thích xem cái hình đấy kế tiếp nữa các anh chị đặt câu hỏi tương tác cho Facebook của mình ví dụ là 500 anh em cho mình hỏi hết dịch các bạn sẽ làm gì đó hay là mọi người có xu hướng cứ thấy hỏi thì trả lời lúc này tăng tương tác của mình lên và kế mịn nữa là chúng ta dùng mini game tức là tặng quà chúng ta chơi một cái game gì đó và chúng ta hứa tặng quà cho khách hàng. Mà cái này là hiệu quả lắm nha bà con tại vì như này này. Chúng ta chạy quảng cáo mất rất là nhiều tiền, trong khi nếu như mà chúng ta tặng quà thì chúng ta dùng đúng cái sản phẩm của mình. Thì chúng ta mang quà này, chúng ta ra tặng cho khách hàng, nó cũng giống như là chúng ta bỏ chi phí ra để chúng ta tiếp thị mà lại uh, có cơ hội cho người dùng trải nghiệm đúng sản phẩm của mình. Do đó, các anh chị hãy tận dụng cái cách là mini game và tặng quà. Và như các anh chị thấy hồi nãy đó, chơi mini game rất là dễ. Chỉ cần cho mọi người vào comment thôi, ví dụ comment tên vào. Xong rồi thả vào cái bánh xe, quay, quay 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 một lúc. Chỉ mất có 30 giây thôi là ra ngay được. Người nào thắng cuộc thì chúng ta gửi ngay quà đến cho người đấy. Vâng và đây là cái ảnh uh, minh họa về cái việc là uh, chơi thể thao. Vâng và nếu anh chị nào mà thường xuyên uh, chơi thể thao á, là sẽ gặp lại tôi trên các cái uh, trang thể thao thực hành tăng tương tác cho Facebook của mình bằng câu hỏi. À nãy giờ chúng ta bỏ cái phần tăng tương tác nhiều rồi ha. Thế thế thì bây giờ là chúng ta sẽ dành thời gian 2 phút ra để chúng ta thực hành. Bài tập thực hành này như sau. Anh chị hãy quay qua Facebook cá nhân của mình đặt một câu hỏi. Và chúng ta có 2 phút thôi để chúng ta à, làm cái bài tập này. 2 phút của các anh chị bắt đầu và thực hành đi ạ à. chuyển qua facebook của mình đi chuyển qua facebook của mình đi và đặt câu hỏi